Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì lại bổ sung thêm những cái lệnh như sau. Thứ nhất là tôi gắn ổn định lại này, XD là X11. Cái này nếu mà mình nhấn giữ thì tức là mình sẽ làm cho cái thằng nó chờ đến khi nào mà mình không muốn nó, mình buông tay ra. Thì khi mình buông tay ra thì 3 giây sau nó mới di chuyển. Nhưng mình sẽ có một cái công tắc X12 đây, là nút nhấn X12 đây. Nếu mình nhấn thì như vậy là nó cho đi ngay. Còn cái 13, 14 thì vẫn như cũ rồi. Bây giờ bắt đầu mình làm cho nó xuống tầng 2 và tầng 3 đi nhé. À, tầng 1 đi ha. Tầng 2, tầng 1. Đó. Thì bây giờ mình muốn chờ đây. Mình sẽ nhấn này, nó sẽ chờ hoài. Chờ cho đến khi nào mình buông tay ra. À, nếu mình buông tay ra liền á, thì nó phải tính từ lúc buông thêm 3 giây. Đó. Bây giờ mình buông ra, mình muốn cho đi liền đây. Rồi, tiếp tục mình sẽ làm cho tầng 3 và tầng 4, mình làm lại nhé. Tầng 3, tầng 4. Bây giờ mình cũng nhấn tầng 3 nè. Rồi mình nhấn nha, và nhấn mình giữ. Mình giữ như vậy cho đến khi nào mà mình thấy, tức là mình chờ người quen mình vô, cùng vô trong thang, hay là người nào trong thang đi ra khiêng đồ nhiều quá thì mình nhấn nút giùm cho người ta. Rồi khi mà người ta ra rồi, và ai ở ngoài vô xong hết xuôi rồi đó, mình buông ra. Mình buông ra thì kỳ này mình buông ra để cho thấy là mình sẽ chờ thêm 3 giây nè. Buông ra, mình không nhấn gì hết thì nó sẽ phải chờ đúng 3 giây. Thì như vậy được hả? Vậy thì phần trình bày ngày hôm nay là bên cái mô hình này xong rồi. Bây giờ mình sẽ qua ladder nha. Bây giờ mình qua ladder, và tôi cũng chỉ dừng ở ngay cái tập lệnh ngày hôm qua mới để thêm vào, và thêm một cái công tắc thường đóng, nút nhấn thường đóng cho X12 và X11 nằm ở chỗ hai vị trí này. Và như vậy hiện giờ để cho mọi người thấy nó hoạt động như thế nào thì mình sẽ nhấn xuống tầng 2 và tầng 1. Thì mọi người lưu ý nếu mà xuống tầng 2 thì nó sẽ là M32, và nhấn xuống tầng 1 thì M31 nhé. Bây giờ mình nhấn tầng 2 và tầng 1 đây. Nhưng mà bây giờ đến tầng 2 đó, mình đè nè. Khi mình đè thì mọi người thấy là cái X11 ở đây tôi đè hành ra như vậy là nó trắng ra. Như vậy cái timer này sau không được đếm. Và khi cái timer này không được đếm thì như vậy là nó sẽ không có thể mở được cái, nó không mở được cái T1 này ra thường đóng để nó ngắt. Còn bây giờ mình buông ra thì sẽ thấy nó đếm, bắt đầu nó đếm. Nhưng mà giờ nếu mình nhấn lại nè. À, mình không kịp rồi, mình không kịp. Nó đếm đủ rồi. Đây mình đang thấy nó đếm. À, như vậy nha. Bây giờ mình làm lại nha. Bây giờ mình lên tầng 2 và tầng 3. Tầng 3 thì đây nè, M33 và M32. Giờ lên tầng 2, tầng 3 đi. Tầng 2, tầng 3. Còn nếu mình nhấn nè. Đó, mình nhấn nè. Đó, như vậy là nó không đếm. Mình buông ra, nó đếm. Nhưng mà mình nhấn lại, nó sẽ không đếm. Nha. Mình buông ra. Còn nếu mình buông ra, mình nhấn liền ở đây, mình ngắt liền, để nó sẽ đi ngay. À, như vậy cái phần trình bày của cái tập lệnh ngày hôm nay là thêm cái một cái tiện ích nữa, tức là mình có thể nhấn cho thang chờ, bắt thang chờ là nhờ X11, và mình nhấn cái nút nhấn này để cho thang đi ngay, không chờ nữa, tức là khi đầy đủ rồi. Và trình bày ngày hôm nay đây hết, hẹn vào ngày mai.